Nay thì mình sẽ vẽ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Vì dạo này mọi người ship cặp đôi này nhiều quá. Mọi người cùng theo dõi quá trình mình thực hiện nhé. Và đây là tác phẩm của mình đã vẽ xong. Và mọi người cùng ngắm nhìn lại khoảnh khắc đăng quang của nàng hậu này nhé. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau.